Bộ sản phẩm vỗ béo gà thịt gồm hai sản phẩm là Protein AD3E 4 Way và Hatamin Pro 686. Trong sản phẩm Protein AD3E 4 Way có chứa đạm collagen giúp vỗ béo gà mà không gây rực nóng, lysine, methionine, dày lườn, tăng cơ, nở ức, vitamin A, D3, E giúp gà phát màu, mã, hỗn hợp khoáng đa lượng, vi lượng, biotin giúp kích thích da lông nhanh, mượt và đẹp. Khi sử dụng protein Adeba E 4way, bà con nhớ trộn đều 3 gói 500g trong xô với nhau, sau đó sử dụng một xô 1,5 kg đó vỗ béo cho 30 tấn gà giai đoạn 20 tới 30 ngày trước khi xuất bán. Trong sản phẩm Hatamin Pro 686 có chứa vitamin nhóm B, các axit amin threonin, tryptophan, proteara, citetin beta caroten men bảo tử, cốm nhân sâm giúp gà tăng khung nhanh, chân tía, gà lên mã đồng đều, đẫy gà. Sử dụng Hatamin Pro 686 cho gà từ lúc 40 ngày tuổi tới 60 ngày tuổi với liều 1 gram trên 10 kg thể trọng.